Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: 2020 là năm đầy áp những sự kiện quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ta, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của năm và của cả nhiệm kỳ 2015-2020 cùng với việc giải quyết có hiệu quả khối lượng công việc lớn, tỉnh đã tập trung tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 22 với quyết tâm chính trị và tư tưởng chỉ đạo là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, giá trị lịch sử, văn hóa cố đô Hoa Lư, đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Thay mặt ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Đồng chí cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cảm ơn toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của tỉnh trong suốt những năm qua. Năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành thông báo số 31 ngày 26 tháng 11 năm 2020 về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu năm 2021. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị hội đồng nhân dân quan tâm thực hiện một số vấn đề. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh bám sát tư tưởng, tầm nhìn, những định hướng quan trọng, những điểm mới, ba khâu đột phá, sáu chương trình công tác trọng tâm và các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 để cụ thể hóa thành các nghị quyết, các chính sách cho cả nhiệm kỳ 5 năm cũng như để tiếp tục hoàn thiện bổ sung cho nghị quyết kỳ họp lần thứ 21 mà sau đây hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua, thể hiện khát vọng mạnh mẽ hướng tới mục tiêu sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng là trung tâm du lịch quốc gia, tỉnh nông thôn mới và hướng tới tự cân đối ngân sách. Với nền tảng tiềm năng của Ninh Bình, nhất định chúng ta phải tập trung cho công tác quy hoạch, kế hoạch, bởi chỉ có quy hoạch tốt thì mới có dự án tốt và khi đó mới có nhà đầu tư tốt. Đồng thời, yêu cầu phát triển bền vững, phát triển xanh, sạch có chiều sâu cần được đặt lên hàng đầu trong thời gian tới. Đó là yêu cầu quan tâm đến các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng như năng suất lao động hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ứng dụng công nghệ trong sản xuất của doanh nghiệp việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu là việc thu ngân sách bền vững với cơ cấu hợp lý là bài toán về tổ chức phát triển sản xuất cho nhân dân đó là yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại với công nghệ cao công nghệ sạch thân thiện với môi trường tăng giá trị sản phẩm và có số thu nộp ngân sách lớn là yêu cầu phát triển nông nghiệp với những sản phẩm đặc hữu nông nghiệp hữu cơ có giá trị cao và hướng tới phục vụ du lịch Muốn vậy phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, tập trung cho phát triển hạ tầng và cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện phải quyết tâm quyết liệt hơn nữa, lựa chọn ưu tiên đổi mới sáng tạo, xây dựng nền hành chính liêm chính, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ. Những tinh thần trên được thể hiện rất rõ trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và cần được cụ thể hóa trong lãnh đạo chỉ đạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, nhất là của Hội đồng Nhân dân trong thời gian tới. Trước mắt, năm 2021 cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, chủ động phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện giả soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tập trung xây dựng nông thôn mới, tổ chức tốt năm du lịch quốc gia 2021, Hoa Lư, Ninh Bình. Hai là, những tháng tới cũng là khoảng thời gian quan trọng để Hội đồng Nhân dân các cấp tập trung tổng kết nhiệm kỳ, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các nhiệm kỳ tiếp theo, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những vấn đề còn đang vướng mắt, khó khăn, những vấn đề mà cử tri quan tâm. Chúng ta nhận thấy, mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng song công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội cũng còn nhiều vấn đề đặt ra và cũng đang tồn tại hạn chế nhiều những yêu cầu giải quyết mối quan hệ giữa quản lý bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế giữa yêu cầu phát triển nhanh với phát triển bền vững giữa nâng cao năng suất lao động đổi mới sáng tạo với chất lượng nguồn nhân lực đang có cần được nhìn nhận khoa học và chiến lược hơn những điểm ngẽn những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như các dự án đầu tư chậm tiến độ vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch nợ xây dựng cơ bản phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp các vấn đề liên quan đến quản lý đô thị giải phóng mặt bằng việc thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vấn đề ô nhiễm môi trường cần được hội đồng nhân dân cùng với ủy ban nhân dân chỉ đạo các ngành các địa phương tập trung giả soát xem xét thấu đáo và tìm giải pháp căn cơ hơn thực tiễn đó tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân nhất là công tác giám sát chất vấn để góp phần giải quyết các vấn đề nêu trên. Thông qua giám sát kịp thời phát hiện để từ đó điều chỉnh bổ sung chính sách, chấn chỉnh những sai sót, kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết đang đặt ra, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực khác. Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021 các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cần ra soát lại toàn bộ các công việc, nhất là những nội dung đã hứa với nhân dân, để đánh giá kết quả thực hiện và xem xét những việc còn chưa làm để tập trung giải quyết. Ba là, tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc kiệm toàn kịp thời đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ổn định bộ máy chính quyền địa phương ở tỉnh vào thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng. Thay mặt Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, xin chúc mừng đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Nguyễn Cao Sơn, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tin tưởng rằng các đồng chí cùng tập thể lãnh đạo tỉnh sẽ đoàn kết, thống nhất, phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, bám sát thực tiễn cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đồng chí Đinh Văn Điến, Nguyên Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh. Sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương quyết liệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trách nhiệm trước nhân dân làm tốt công tác tư tưởng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 ở mức cao nhất. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 đã thành công rất tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh đang trông đợi rất nhiều vào chúng ta. Phát huy giá trị lịch sử văn hóa quê hương Cố đô Hoa Lư, kế thừa thành tựu phát triển thời gian qua, chúng ta cùng tin tưởng và toàn tâm toàn ý trong một nhiệm kỳ mới với khí thế mới động lực mới để hướng tới thành công mới